tà. Ai cũng có mơ ước, nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Nếu mơ của chúng ta không gọn gàng, mơ của chúng ta không có hạn định, và mơ của chúng ta cũng không thể nào lớn hơn những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe. Vì vậy, tôi xây dựng chúng tiềm thức mình về những chuyến du hành trong mơ. Sau đây, tôi xin mời quý vị hãy cùng tôi du hành trong mơ tới tháp chủ thể Juche. Tháp chủ thể Juche là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Triều Tiên, với hình tượng người cầm ba đồ vật gắn liền với Đảng Cộng sản Triều Tiên là búa, liềm và cây bút. Tháp chủ thể Juche là một đài kỷ niệm tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Tháp được đặt tên tư tưởng chủ thể Juche, phát triển bởi Kim Nhật Thành, như là hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Bắc Triều Tiên. Nó cho rằng con người là chủ thể của mọi thứ và quyết định mọi thứ, và rằng người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên kết hợp với chủ nghĩa Marx Lenin. Đứng trên đỉnh tháp, chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh của thủ đô Bình Nhưỡng. Khi đến nơi đây, chúng ta sẽ trải nghiệm một chuyến du lịch đầy thú vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị.